Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống với bộn bề lo toan, mỗi chúng ta đều có 24 giờ để sử dụng theo bất cứ cách nào ta chọn. 8 giờ để ngủ, 8 giờ làm việc, 8 giờ vui chơi. Và bạn đã có bao giờ sử dụng hợp lý 24 giờ cho riêng bản thân mình? Thời gian như chiếc thoi đưa, chớp mắt nhẹ là chúng ta đã mất đi vài giây. Thế giới hiện đại với thời đại 4.0 thì cuộc sống chắc chắn sẽ có những người dành trọn hết thời gian của mình để dành cho công việc mà không còn một chút thời gian dành cho bản thân mình. Đôi khi mất phương hướng và cảm xúc, từ bỏ đam mê, để rồi không ít người bị cuốn vào vòng xoáy của tiền bạc, địa vị mà lãng quên đi ý nghĩa của cuộc sống đích thực. Các bạn thân mến, có một thông điệp trong một quyển sách viết rằng: hãy vẽ bức tranh mà bạn muốn thấy, lập doanh nghiệp mà bạn muốn điều hành, chơi bản nhạc mà bạn muốn nghe, viết một cuốn sách mà bạn muốn đọc, tạo ra những sản phẩm mà bạn muốn dùng, làm những việc mà bạn muốn thấy được hoàn toàn. Đúng vậy các bạn ạ, đối với bản thân, khi chúng ta đam mê với thứ gì đó nhưng chúng ta lại chần chừ suy tư và chẳng biết sẽ bắt đầu nó như thế nào, có thuận lợi hay không, chúng ta đừng vội nhanh chóng từ bỏ giấc mơ, đam mê, sở thích của mình. Bởi vì khi chúng ta gặp chướng ngại vật thì hãy chậm lại, chứ đừng quay đầu và luôn nhắc mình: tôi là một người đi chậm nhưng không bao giờ đi lùi. Trong cuộc sống, không phải là cái gì cản bạn mà là ai cản bạn, và ai đó thường là bạn. Những trở ngại ngăn cản bạn theo đuổi đam mê, tận dụng các cơ hội, khai thác tiềm năng hoặc sử dụng hết tiềm năng của bạn. Câu chuyện thường bắt đầu bằng từ quá: quá khó, quá bận, quá mệt, quá nhiều hay quá ít. Còn với bạn là gì? Hãy nghĩ về một mục tiêu bạn muốn đạt được mà bạn nhiều lần trì hoãn, và vạch ra các mốc quan trọng tạo ra sự rõ ràng trong cuộc sống. Khi bạn buồn, có thể xem phim giải trí. Khi căng thẳng, bạn có thể nghe nhạc. Còn tôi, khi gặp vấn đề nan giải, tôi sẽ tìm đến sách. Và rồi tôi đã đọc được cuốn sách. Nó giúp tôi đưa ra quyết định một cách nhanh chóng hơn để chạm đến ước mơ, thực hiện những đam mê trong cuộc đời. Cuốn sách Bắt đầu từ đam mê, làm điều bạn thích và yêu điều bạn làm. Nó giúp tôi khơi dậy ý nghĩa sống đích thực. Chào các bạn, mình tên Lê Thành Tài, hiện đang công tác tại phòng tổ chức hành chính và quản trị Thư viện tỉnh Đồng Tháp, tham gia cuộc thi giới thiệu sách năm 2021 với chủ đề Cuốn sách tôi yêu. Xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách Bắt đầu từ đam mê của tác giả Khay Abraham, được dịch giả Phan Hoàng Lê Thị chuyển ngữ sang tiếng Việt do nhà xuất bản Trẻ phát hành năm 2018. Điều đặc biệt của cuốn sách là có bìa sách khá đơn giản nhưng lại vô cùng cuốn hút, khiến cho người đọc cảm thấy tò mò với nội dung của nó. Cuốn sách thú vị này bao gồm 275 trang, khổ 24cm, với 4 phần là những yếu tố quan trọng để bạn tìm ra và bắt tay vào việc thực hiện niềm đam mê của mình. Trái ngược với bìa sách đơn giản, nội dung của cuốn sách lại rất phong phú và dễ hiểu. Sách xoay quanh những điều trong cuộc sống thường ngày. Tác giả đã chỉ ra 4 thành phần tạo nên một cuộc sống đam mê, đó là ý nghĩa, các mốc quan trọng, mô thức tư duy và động lực. Trong mỗi phần, tác giả đã gửi gắm đến người đọc những thông điệp vô cùng ý nghĩa với những khung chữ, mô hình đơn giản mà vui mắt như: khi lý do trở nên rõ ràng, cách làm trở nên dễ dàng. Việc tốt nhất tôi có thể cho bạn là viết ra 100 mục tiêu bạn muốn đạt được trong đời. Hay là: nếu mỗi năm không có gì bổ sung vào lý lịch, bạn sẽ lỗi thời. Hay: ta không có nhiều thời gian như ta nghĩ. Bên cạnh đó, tác giả cũng mang thông điệp đến cho chúng ta qua những câu chuyện về cuộc đời của ông và của những danh nhân, nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Với những câu chuyện đó, chúng ta có thể tiếp thu được những kiến thức, tìm tòi và khám phá ra những điều quan trọng có ý nghĩa trong cuộc sống và tạo nên điều khác biệt. Và còn rất nhiều điều thú vị còn lại không thể bỏ qua cuốn sách đặc biệt này. Nếu bạn là một người đang tìm kiếm thành công lớn hơn thì đừng phân vân nữa. Bạn hãy tìm đọc cuốn sách này, bởi nó là cuốn sách chắc chắn dành cho bạn, dành cho những đam mê sẽ được bắt đầu trong chính bản thân chúng ta khi chúng ta đang tìm kiếm những câu hỏi càng được lý giải. Bạn có đam mê làm điều gì hay yêu thích làm điều gì không? Bạn muốn đưa sức sống và niềm cảm hứng đến cho người khác? Bạn có từng nghĩ đến điều quan trọng trong cuộc đời của bạn?
Và giờ thì hãy bắt tay vào việc thực hiện những đam mê cuộc đời với sự tự tin, chắc chắn, rõ ràng và biết đón với niềm đam mê cháy bỏng của mình nào. Nếu bạn chưa tìm được niềm đam mê trong bạn, đừng quá lo lắng, bởi một ngày nào đó bạn sẽ tìm thấy được niềm đam mê của riêng bạn mà thôi. Chẳng có ai mà mới sinh ra đã có niềm đam mê cả, ngay cả tác giả của cuốn sách này khi Abraham cũng vậy. Vì trong mỗi chúng ta, quan trọng không phải là hoàn hảo, quan trọng là có tiến bộ, và mỗi chúng ta sẽ biến ước mơ thành đích đến. Bắt đầu từ đam mê là một cuốn sách tập hợp những hiểu biết sâu sắc, được chứng minh bằng nghiên cứu tỉ mỉ, các khái niệm dễ hiểu, các mô hình trực quan bổ sung cho nền tảng tri thức sẵn có của bạn. Những câu chuyện truyền cảm hứng sẽ cuốn hút bạn, và các ý tưởng thực tế về cách thức bạn có thể áp dụng vào hoàn cảnh riêng để làm nên sự chuyển hóa thật sự trong cuộc sống khi bạn tái khám phá những ước mơ, đề ra mục tiêu và theo đuổi đam mê. Tác giả Khay Abraham, nhà lãnh đạo tư tưởng hàng đầu thế giới về sống đam mê và xây dựng văn hóa dựa trên đam mê, đã dành tặng chúng ta bắt đầu từ đam mê để truyền cảm hứng, hướng dẫn, cải thiện và cung cấp kiến thức về hành trình khám phá, điều quan trọng, điều có ý nghĩa với bạn và điều tạo ra sự khác biệt cho bạn. Vậy còn ngần ngại gì mà chúng ta chưa tìm đọc quyển sách này? Sách hiện đang được phục vụ tại Thư viện tỉnh Đồng Tháp và hệ thống thư viện công cộng trên cả nước. Mời tất cả các bạn tìm đọc quyển sách này nhé. Chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.